500 ngàn của cô Thanh và cháu Andy hiện tại đang sống bên Úc. Dạ. Đó, về. Em cảm ơn cô Thanh. Rồi, em cũng trích ra cái tiền quỹ của cô Tâm Đạo ở bên Mỹ. Dạ. Để cho chị về mua thuốc đi khám cho bé thôi. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay có hai mẹ con từ dưới Vũng Tàu lên biên Hòa Đồng Nai để cầu cứu anh em. Một câu chuyện cũng chia sẻ rằng một người chồng đã ham của lẻ, đã bỏ đi, bỏ hai mẹ con, bây giờ rơi vào cái hoàn cảnh hết sức là đáng thương và bi đát. Thì xin mời mọi người cùng lắng nghe chi tiết cái câu chuyện này xem cái kết quả nó sẽ như thế nào. Thì trước khi vào câu chuyện cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin mời mọi người lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay. Rồi thay mặt anh em xin chào hai mẹ con nhé. Dạ, em chào các anh. Rồi thì hôm nay mình chị tên gì, ở mình từ đâu đến đây? Dạ, em tên là Nguyễn Kim Thúy. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin 1979. Em từ thành phố Vũng Tàu. Em đến đây tìm gặp các anh để nhờ các anh giúp đỡ cho em. Bên đây con hay sao? Dạ, đây là con trai của em. Tên gì? Dạ, cháu là tên là Trần Đoàn Dự. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu sinh năm 2009. Chồng mình đâu? Dạ, em cô dạ em cũng không biết là anh đi đâu, mà ngày 11 tháng 7 là buổi sáng là em đi làm, anh ở nhà là anh vẫn mua đồ ăn gửi hàng xóm mua đồ ăn để nhà cho vợ con. Thì anh có điện cho em, anh nói là anh đi công việc, kêu con là luộc thịt đi rồi chưa về ăn. Tới khi trưa em đi làm về thì em gọi điện hỏi anh là anh về chưa, thì anh nói là anh đi công việc anh chưa về. Mãi tới chiều tối thì em gọi điện cho anh là anh chỉ trả lời cho em, em hỏi chứ anh về chưa, anh về ăn cơm nó ổn rồi, anh nói là chưa về, mẹ con cứ ăn đi. Ở xong chỉ mọi câu dỗ dẹn xong rồi say ra là nói chuyện điện thoại với con, là nói nghe cái câu nó không có được là ngọt ngào. Thế thì em về xong rồi lúc sau là em gọi lại là anh đã tắt nguồn máy. Trước đó là vợ chồng mình có cự cãi gì không? Không có một câu nào hết anh. Chiều hôm trước là vợ chồng em á là còn chở nhau đi lên núi chơi. Thì hai vợ chồng đi vòng một trên núi á, là cũng có vô một cái quán là ngồi hai vợ chồng uống hai ly nước xong rồi chở nhau về. Thì cũng về tới nhà thì em cũng làm cơm, vợ chồng cũng vui vẻ chứ cũng không có gì hết. Nói chung từ ngày anh đi biển vô tới giờ là không, vợ chồng không có cắn nắng mà cũng không có một lời nói nào. Gọi lại xích mích mãi bất hòa gì hết. Nó tự dưng anh bỏ anh đi, mà trong khi đó là anh mặc có một bộ đồ trong người anh đi. Chồng bao nhiêu tuổi rồi? Dạ chồng em là sinh năm 1976 anh. Quá trời, ông giờ ông bỏ đi theo ai mình biết không? Dạ em không biết, nói chung là em không nắm chính xác thì em không dám khẳng định một điều gì hết. Nhưng mình nghi ngờ là theo dạ, cô cũng... nào? Không nghi ngờ một cái gì hết, bây giờ chỉ biết là nó ảnh đi thì em biết nói ảnh đi thôi. Nhưng không biết nguyên do gì. Còn thật sự khẳng định điều gì đó em không dám khẳng định. Bởi vì em chưa chính xác, em không thể nào khẳng định được điều gì cả. Trước khi đó mà vợ chồng sống chung thì mình có thấy bất thường không? Có thấy anh nhắn tin nói chuyện với ai không? Nói chung là cái vợ chồng em sống là cái sự từ cái mỗi cái cá nhân của mỗi người là em không có tìm hiểu. Là điện thoại ảnh thì anh sử dụng, em không bao giờ sờ tới. Mà điện thoại của em thì anh cũng không sờ tới, nên không có cái đồ dùng cá nhân là không có liên quan tới. Nhưng mà giả sử như anh có gọi cho ai hay nhắn tin cho ai thì anh cũng không bao giờ để cho em thấy. Mình lấy chồng được bao nhiêu năm? Dạ em năm nay là cháu em ở với ảnh là năm nay là 15-16 năm rồi. 16 năm rồi. Có cứ hỏi không, chính thức không hay là chỉ cáp vô ở thôi? Không, vợ chồng em là có hôn thú đoàn hoàng. Mày bây giờ ra đi là không nói một lời nào. Dạ. Khổ ha. Rồi công việc chị đang làm công việc gì? Dạ, em đi làm phụ hồ anh. Phụ hồ hả? Dạ. Một ngày mình thu nhập được nhiều không? Dạ, một ngày em làm công của em là 380 ngàn. Trước đó ông xã làm cái gì?
Dạ, trước đó là ông xã em đi biển, đi ghe cào đôi. Ừ. Tiền thu nhập cũng nhiều không chị? Nói chung là cái đó đi cái này là cũng do ăn phần trăm chia, anh ăn chia như đi chung với đi cho chủ ghe. Đáng nhờ chủ ghe lấy tổng là giả sử như 3 tỷ đi, đánh phải đủ 3 tỷ đó, rồi còn lại cái số dư bao nhiêu là chia ra cho hai mươi mấy người ở dưới ghe đó. Thì chỉ tính ra như vậy thôi chứ còn vô vợ trời. Chồng là cũng hạnh phúc vui vẻ hả? Dạ, vẫn bình thường chứ không có gì cả. Mà đi vậy à, chị không biết lý do sao luôn. Dạ, không có cái lý do nào hết. Đi mà nói chuyện chỉ có ngày đầu đó gọi điện thoại về là nói có mấy tiếng vậy thôi là cúp nguồn mãi luôn. Bữa giờ nhớ chồng nhiều không? Nói chung thì em nói thật, em rất là thương anh ấy. Khóc không? Tối khóc không? Em khóc suốt luôn á. Đi làm thôi, thời gian rảnh em chạy em đi chơi đi tìm. Nhưng mình có nghi ngờ chồng mình đi chơi đâu không ha, hoặc theo người nào không? Bây giờ em không dám khẳng định điều gì hết, em không dám nói sai cho người ta đối phương được, tại vì em không có chính xác, em không có xác định được. Khổ quá hả? Dạ, em cũng nhớ khi em cũng thắc mắc trong đầu em ấy, chồng chồng quả thật đầm ấm như vậy mà tự nhiên đi không có lợi nào, không nói hết trơn. Thế là ông sống chung với chị thì có khi nào mà lớn tiếng cự cãi rồi có khi mà bạo hành chị không? Không, rồi em vợ chồng em sống nay 16 năm thì anh chưa đánh em một bậc thai nào. Thì nói đôi khi anh giờ giận quá thì anh có mắng nhất lớn tiếng vài câu thì có, chứ còn đánh là không bao giờ đánh. Thế giờ quê mình ở đâu? Ở gốc đó luôn hay sao? Dạ, quê em là ở xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Anh cũng ở đó luôn hả? Không, anh là quê ở Cần Thơ anh. Hai chị, vợ chồng lên thành phố Vũng Tàu lập nghiệp lâu chưa? Dạ, em mới trước đó là em có lên hồi năm 2007. Rồi xong rồi là em có cháu đây được mấy năm đó, rồi em mới về bên Lâm Đồng. Lâm Đồng cũng đi làm thuê cho anh ta, rồi tụi em cũng có lập nghiệp bên đó. Nói dạ. Xong rồi là tụi em làm ăn thất bại, rồi tụi em mới trở qua Vũng Tàu tiếp nữa. Giờ chồng đi rồi bỏ hai mẹ con bế tắc hả? Dạ. Giờ xứ lạ quê người có một thân một mình. Giờ em không biết làm sao, con em thì bệnh vậy, người ta nói đi bác sĩ thì người ta nói là cháu là khả năng bị tim rất cao. Bởi vì mỗi lần cháu đau quá lồng ngực này nè, cháu không thở được, cháu cứ ngửa ra là vừa dưới vách tường. Cháu bị lâu chưa? Dạ, em mới phát hiện cháu là tầm có 10 ngày nãy thôi anh, mà ngày nào cũng bị 2-3 lần như vậy. Mới 5 giờ sáng này là bị như vậy rồi. À, con bị sao? Dạ, con bị là vô. Nói lớn lên tí. Dạ, nó bị khó thở chứ. Khó thở hả? Rồi con có làm công việc gì không? Dạ không, lúc trước thì tại do con ghé bạch mà con có đau, xong rồi con cũng tưởng là cho tim nó bị là đá bạch nó mệt, nó thở, có thở vậy thôi chứ con biết sau này con đi con nhà đau quá mẹ đi kiểm tra mới biết. Là con mới bị đây hả? Rồi đi khám bác sĩ nói sao? Đó là chở bữa cháu mệt, cháu đau cháu mệt, thế là em đi làm em không có nhà, cái chị kế bên á, chị chở đi dùm thì ra là người ta khám, người ta đo đường tim á, người ta khám thì người ta nói cháu bị dạ dày là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bị suy nhược cơ thể, cái thứ ba là cái bây giờ cái tim của cháu đó đập rất yếu, mà khi cháu hoạt động mạnh mà cháu đau như vậy là khả năng cháu là bị tim rất cao. Bây giờ người nhà có thể sắp xếp là đi vô bệnh viện để nằm nhập viện mà điều trị. Nhưng khổ nổi bây khám giờ trước chưa? Đây mình đã đi khám chưa? Dạ đi khám. Bác sĩ nói sao? Thì bác sĩ nói là bây giờ khả năng cháu là bị tim rất cao. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Bây giờ nhà phải cần phải nhập viện điều trị. Về em lục giấy tờ của cháu ra để cho cháu nhập viện, thì căn cước của cháu thì ba bỏ vô trong cái ví mang đi.
Còn mà bây giờ mình không có tiền để nhập viện hay sao? Dạ, không có tiền, nếu mà vô bệnh viện thì phải đóng tạm ứng là mấy triệu như vậy mà em không có khả năng. Trời ơi, chứ lúc mình làm mà không có dành dụm để dành tiền hả? Một mình em đi làm á, ngày đâu phải lúc nào cũng có điều công đó anh. Làm phụ hồ thì lúc nào có việc mới đi làm, không thì có chứ ông xã nào. Còn ông xã đó mình không có dành dụm tí nào. Dạ không, anh đi biển không có dư mấy đâu anh. Anh về thì tới khi anh đi biển á, anh ứng anh để lại một tầm 10 triệu có, 15 triệu có, 20 triệu tùy theo chuyến biển. Là trong khi 20 triệu, 15, 20 triệu là anh đi 6 tháng. Rồi, thì chi phí sinh hoạt cho con thôi chứ còn thật ra là rồi giờ chị có điều gì muốn nhắn nhủ tới ông xã mình không, để cho ông xã biết được quay về để cùng lo cho gia đình? Thì em có lời nhắn nhủ với chồng em, dù cho bây giờ khó khăn cỡ nào thì vợ chồng cũng cùng nhau khắc phục. Bây giờ nếu anh không còn thương em nữa thì cũng nghĩ tới đứa con mình đã tạo ra nuôi con tới bây lớn, bây giờ nó cho con đang đau bệnh vậy một mình thì không thể xảy trở được. Nếu mà đi nuôi con ở bệnh viện thì không đi làm được thì có đồng tiền. Thì em cũng không nhu cầu là anh phải đi làm để mà lo đời sống cho em. Chỉ yêu cầu anh tiếp tay để mà lo cho cháu qua cái cơn bệnh này. Rồi nếu anh không đi làm được thì em chấp nhận em đi làm. Dù kể cả ngày đêm em tăng cường công việc để em làm để có một có đồng tiền để mà vợ chồng cùng mưu sinh thôi. Giờ chỉ xứ lại quê người, chỉ có mỗi chồng vợ chồng với đứa con mà vợ anh đi vậy thì em biết là chơi với. Rồi cái hoàn cảnh của chị thì cũng rất là khổ, chị thì bị thoái hóa cuộc sống, con thì đang chuẩn bị bệnh tim mà chưa có tiền đi khám. Thì tạm thời thì cái câu chuyện của chị thì em cũng tụi em ghi nhận để đăng tải chia sẻ lên trên cộng đồng mạng của chú anh chị thương và quan tâm tới gia đình mình ha. Còn hiện tại bây giờ thì tụi em cũng hỗ trợ cho chị một ít để tiền về xe. Bây giờ con có điều nào không muốn... Con có điều nào muốn nói nhắn nhủ tới ba không? Dạ có. Con chỉ mong... Nói lớn lớn tiền. Con chỉ mong ba con về thôi. Chứ con cũng thấy không. Con hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 15. 15 tuổi biết con đi học hay nghỉ học rồi? Dạ, con đi học rồi. Con đi học. Học lớp mấy con? Lớp 9 rồi. Nhưng mà bây giờ thấy trong người mình có khỏe không? Thấy sáng nó có thổi mà dở đỡ rồi chứ. Hả? Sáng nó bị dở đỡ rồi chứ. Là mới bị gần đây hay là bị lâu chưa? Năm giờ, cháu bị lúc là 5 giờ sáng. À vậy thì cái nguy cơ bệnh tim thì chắc không có đâu. Tại vì bệnh tim thì nó sẽ diễn biến cái thời gian dài chứ. Còn mới hôm nay mới mệt mệt thôi nhỉ? Không, ba cháu bị tầm có 10 ngày trước rồi. Là cháu đau nguyên một ngày. Thế chị đưa cháu cho bệnh viện khám chưa? Cho em chưa có tiền, em chưa có điều kiện đi khám. Em đi khám 2 lần rồi thì bác sĩ đo đường tim nói là khả năng cháu bị tim rất cao. Thì bác sĩ đó bác sĩ ở đâu? Bác sĩ đó ở Vũng Tàu. Thì đó là bác sĩ phải chẩn đoán luôn chứ. Rồi là người ta kêu vô nhà, vô bệnh viện lớn nhập viện đi có điều kiện để mà theo dõi cháu. Ý là chứ mình khám ở bệnh viện nhỏ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Nên là em không có đợi, giờ em muốn cho cháu đi bệnh viện lớn mà bây giờ không có khả năng. Bây giờ tiền ăn hàng ngày không có, tiền phòng trọ em vẫn còn thiếu ba nhà trọ mà bây giờ không có tiền để cho cháu nhập viện. Rồi, đi nhập viện thì có nhiều tiền không? Nhập viện thì nếu mà vô thì đóng tạm ứng phải mấy triệu như vậy á. Thì giờ em không có khả năng. Không. Trước mắt là mình đi khám đã. Mình chưa biết là nhập hay không, sao chị biết được. Bác sĩ đang đây cho mình nhập đâu mà nhập. Chị phải đi khám đang chứ, ai phải thích nhập lại nhập. Đi khám thì cũng phải mà cũng phải từ triệu đủ lên mới có tiền đi khám. Không, khám thì nó không bao nhiêu đâu, mua thuốc nó mới nhiều thôi chứ còn tại khám nó không bao nhiêu bảo hiểm. Hết. Sao bé đi học mà sao không mua bảo hiểm tại cho con? Bảo hiểm cháu hôm rồi đó là bị mất rồi em đi làm lại rồi em mới để trên đầu tủ lạnh á, không biết ba có cầm đi không. Bây giờ em lục không có mà căn cước của cháu thì ba mang đi, giờ không cách nào làm lại bảo hiểm hết. Rồi. Dạ. Chị vẫn đi làm được bình thường ha? Hôm nay mình xin nghỉ hay sao? Em nghỉ nay có 10 ngày em không có đi làm. Rồi. Tại vì cháu bị dậy suốt em không có đi làm được. Bây giờ có nhà có một mẹ một con à. Giờ bỏ cháu nhà lỡ cháu có chuyện gì thì em không dám đi làm. Thật sự em không dám. Rồi. Đi luôn. Không dám đi làm thì sao mình sống? Không phải đi làm chứ. Vậy thì thôi hôm nay á. Dạ. Thì tạm thời trước mắt là anh em sẽ cũng nghe chị nói như vậy. Thì em cũng sẽ hỗ trợ để cho chị về cho bé đi khám nha. Em sẽ trích cho 500 ngàn của cô Thanh và cháu Andy hiện tại đang sống bên Úc. Đó, về. Em cảm ơn cô Thanh. Rồi em cũng
trích ra cái tiền quỹ của cô Tâm Đạo ở bên Mỹ. Dạ. Để cho chị về mua thuốc đi khám cho bé thôi nha. Dạ, em cũng cảm ơn. Nhiều đây thì chắc chắn là sẽ đủ chị đi khám nhá. Dạ. Coi bé, cho bé đi khám đi coi sao. Dạ. Rồi sau đó lên báo cho anh em biết. Rồi dạ, anh em sẽ có hướng để tính nhá. Dạ. Còn trước mắt là cứ như vậy đi. Rồi hôm nay chị lên đây chị có cam kết tất cả những điều chị nói là đúng và chị chịu trách nhiệm trước pháp luật với những lời nói của mình không? Dạ em cam đoan. Rồi mình có đồng ý cho anh em ở đây sử dụng hình ảnh của hai mẹ con để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội và cam kết là không gỡ xuống, mình có đồng ý không? Dạ em đồng ý. Con đồng ý không? Rồi thì anh em sẽ trước mắt là hỗ trợ đi khám yên tâm đi nhá. Dạ. Xem bé có bị bệnh tim hay không rồi mình tính tiếp. Dạ. Rồi cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị khán giả, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Mọi người nhớ đăng ký kênh và bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Đừng quên để lại những lời bình luận góp ý cho cái hoàn cảnh này, bây giờ nên giải quyết như thế nào. Xin cảm ơn và xin kính chào. Cảm ơn các anh.